Kiến thức truyền thống hay còn gọi là tri thức bản địa có vai trò quan trọng trong đời sống và sản xuất của người dân, đặc biệt là người dân miền núi, vùng sâu, vùng xa. Nét đặc thù sống gần rừng và sống dựa vào rừng giúp các cộng đồng dân tộc có một hệ thống kiến thức và kinh nghiệm sản xuất vô cùng phong phú trong việc bảo vệ, phát triển và sử dụng tài nguyên rừng. Và giữ rừng bằng tri thức bản địa dần trở thành một mô hình cộng đồng mang lại hiệu quả cao. Đã được áp dụng thành công tại những bản người Mông thuộc hai xã Hang Kia và Pà Cò, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình. Người Mông ở Mai Châu lâu nay sống tập trung ở hai địa điểm là Hang Kia và Pà Cò. Đây là những khu vực thuộc vùng lõi của khu bảo tồn Hang Kia, Pà Cò, nên từ lâu đời đã hình thành nên nét đặc thù sống gần rừng và sống dựa vào rừng. Bên cạnh đó, người dân cũng trồng cây nông nghiệp như ngô, dong, trồng cây đào, cây mận hậu, chăn thả gia súc như trâu, bò, lợn, với nhiều nét văn hóa đặc trưng như nhuộm tràm, vẽ sáp ong. Cũng như nhiều gia đình người Mông khác, gia đình ông Sùng A Su sống chủ yếu bằng trồng ngô, dong và chăn thả gà lợn. Người Mông có đặc điểm làm nhà trên núi cao nên họ rất có kinh nghiệm về kiến thức canh tác và sử dụng đất. Đặc biệt ở những vùng khô hạn, họ đốt nương, làm rẫy, tận dụng những sườn núi, dốc núi để trồng cây lương thực. Những kinh nghiệm ấy được đúc kết qua con đường truyền miệng từ thế hệ này qua thế hệ khác, trong từng gia đình và từng cộng đồng. Ông Xua cũng đang truyền lại cho cậu con trai những kinh nghiệm trong trồng ngô, trồng dong, phụ thuộc vào thời tiết mùa trong năm. Isli này thì hắn trồng bị nhiệm vụ tê nên tê này xí tê nhua một tê này cứ cả tàn này hắn lo não, xong xong này à ta cứ này chồng một nó chơi ra chồng nồng này hắn lo từ lợi chỉ cho chiều nhá, lợi chỉ cho chiều này hắn chơi xe hắn chơi tê nhua chảo yểu trao này chảo yểu trao này hắn lo tê nhua này hắn đi kinh chùa này hắn lờ chú cứ chú tì này hắn này sử dụng rồi rồng này chín chú này rồi phải cứ ta thì có cứ lụa phải u lăng u lúa rồi lúa u rồi chứ phải u lăng u lúa này thì phải mà cứ thì có. Từ nhỏ người Mông đã thấy thân quen với rừng, mở mắt ra là thấy rừng. Rừng cho họ những thân cây gỗ to khỏe chắc chắn để làm nhà, cho họ cái rau để làm lương thực, cho họ lá thuốc để chữa bệnh. Do đó, họ cũng rất có nhiều kinh nghiệm về khai thác và sử dụng các loại lâm sản, giá trị và tuổi đời của những cây gỗ trồng rừng. Từ những giá trị mà rừng đem lại, người Mông biết cách đối xử, trân trọng, khai thác hợp lý và gắn bó với những cánh rừng, quả núi. Rừng được xem là tài sản chung của cộng đồng. Rừng là cuộc sống, là hơi thở, là linh hồn ngàn đời của họ. Đi vào rừng thì nó chủ yếu là nó đi mình đi làng nhà đấy, làng nhà là thì chủ yếu là bây giờ là đi cây to thì mình không dám đổ cái cây nhỏ, đổ cái cây nhỏ tầm khoảng độ 40 phân là 30 phân thì sẽ như thế thì nó đi về làng nhà. Làng nhà thì nó mình lấy thu rừng thì về chữa bệnh. về chữa bệnh nữa. Hiểu được ý nghĩa của rừng đối với cuộc sống của người Mông khu vực này, Trung tâm Con người và Thiên nhiên đã cử những cán bộ xuống gặp dân, tiếp xúc với người dân để người dân hiểu rõ hơn về tác dụng của những cánh rừng, cũng như biết cách dựa vào tri thức, sự hiểu biết về những cây gỗ trồng rừng mà có cách khai thác sao cho hợp lý nhất. Với những kinh nghiệm truyền từ bao đời nay, người Mông hiểu rất rõ về rừng. Điều cốt lõi là từ những hiểu biết, kinh nghiệm ấy, họ sẽ có ý thức hơn trong việc bảo vệ rừng, giữ gìn nguồn tài nguyên trong rừng sao cho hợp lý. Có khi vẫn đi đấy. Dạ, mình đi. Mình lên thì chặt những cây gỗ to thì mình phải để lại. Còn chỉ chặt những cây nào già cỗi với những cây, những hái đấy củi, những cái cành mà nó bị khô, nó rơi rụng xuống thôi. Để cho những cái cây to nó còn có bóng, nó che, nó giữ nước cho mình. Được rồi. Tại khu vực này thì 100% là người Mông sinh sống. Người Mông ở đây thì có một cái kiến thức, cái vốn kiến thức bản địa rất là phong phú, trong tất cả các lĩnh vực, từ sinh hoạt cộng đồng tới các lĩnh vực về hoạt động sản xuất, cũng như là trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng. Ví dụ như trong một số trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng ấy, thì người ta biết lựa chọn những cây gỗ ở mức tuổi nhất định để khai thác, từ đó giúp cho việc rừng được bảo tồn và phát triển một cách bền vững. Và những kinh nghiệm về rừng, về sản xuất nông nghiệp và khai thác lâm nghiệp vẫn được thế hệ cha ông truyền miệng lại cho con cháu, để người Mông tiếp tục gắn bó với rừng và sống dựa vào rừng. Dạy con cháu là như các cụ, như ngày xưa các cụ đã dạy mình như thế nào thì bây giờ cái con chó thì nó bây giờ thì mình phải dạy con chó như ngày xưa các cụ dạy mình đấy, thì má biết, mình không dạy thì các con chó thì không biết, thì dạy như thế thì con chó thì má biết, thì má bảo vệ rừng thì má ở trên, nếu mà là chỗ nào nó có nước thì nó má không khô nước. So với nhiều dân tộc khác, người Mông còn giữ được nhiều phong tục tập quán, vật dụng cổ truyền độc đáo. Một trong số đó là việc dệt vải, thêu may và nhuộm tràm cho những trang phục. Những người phụ nữ Mông từ bé đã được dạy dệt vải bằng sợi lanh để may thành những bộ váy áo sặc sỡ diện trong những ngày chợ phiên hay những ngày Tết, lễ hội. Người Mông cũng thường nhuộm vải màu xanh lơ, xanh dương, tím than từ nước lá tràm, để vải đậm màu hơn thì nhúng nhuộm nhiều lần. Người Mông ở Mai Châu còn vẽ tranh sáp ong hoặc vẽ sáp ong lên vải. Sau khi nhuộm sẽ được họa tiết màu trắng trên sắc xanh. Họ dùng một cái bút chấm sáp ong và vẽ lên vải trắng các loại họa tiết kẻ ngang, rích rắc hoặc mô típ lặp lại, sau đó mới đem nhuộm. Có thể nói dệt vải, thêu may hay vẽ tranh sáp ong là những nét đẹp văn hóa của người Mông được truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác mà người Mông đều được tiếp xúc từ bé. Tuy nhiên, không chỉ dừng ở những nét đẹp văn hóa bản địa, mà giờ đây những nét đẹp văn hóa đó đã được nâng lên thành những sản phẩm hàng hóa phục vụ nhu cầu của khách tham quan và cũng rất được yêu thích. Trước kia thì mình chỉ vẽ mấy cái vải thôi, nhưng mà lại có cái dự án ở dưới kia lên, người ta mới dạy cho mình làm thành cái tranh, thành cái ví ấy. Thì bán cái riêng cái sáp ong này thì bây giờ thì người ta không mua được giá, nhưng mà trước kia thì cái này là thành kinh tế, nhưng mà giá nó rất là cao. Nhưng mà bây giờ người ta vẫn thấy sáp ong này thì nếu mà ai nào vẽ được đẹp đấy thì người ta rất là thích. Những sản phẩm được làm từ tranh sáp ong cũng đa dạng để phù hợp với thị hiếu của những khách hàng hiện đại như làm ví, túi đựng điện thoại. Nhưng mẫu hoa văn cũng gần gũi, dễ nhìn hơn, đánh vào thị hiếu của khách du lịch. Chính những hướng phát triển sinh kế dựa trên tri thức của người dân này đã giúp người dân nâng cao chất lượng cuộc sống, giảm gánh nặng kinh tế của người dân dựa vào nguồn tài nguyên rừng. Từ đó mà nguồn tài nguyên rừng cũng đa dạng, phong phú hơn, không còn bị hao cạn nhanh chóng. Hiện nay, ngoài một số tri thức, kinh nghiệm của người Mông về văn hóa, về nông nghiệp và khai thác lâm nghiệp, nhiều phong tục, tập quán, nếp nghĩ của người dân vẫn còn khá lạc hậu. Việc gây trồng và phát triển các loài cây lâm nghiệp cũng chưa thực sự được quan tâm. Tuy nhiên, biết cách chọn lọc và lựa những tri thức bản địa phù hợp sẽ mang lại hiệu quả rất tốt với cả cuộc sống người dân cũng như việc phát triển sinh thái bền vững. Người Mông thì sống tương đối khép kín so với bên ngoài. Vì vậy nên các kiến thức bản địa của người Mông thì chưa hẳn là hoàn toàn đã phù hợp với cái sự phát triển cũng như là xu thế thời đại bây giờ. Một số kiến thức thì có thể nói là còn cổ hủ và lạc hậu. Tuy nhiên rằng các kiến thức bản địa này thì có ý nghĩa rất lớn đối với cộng đồng. Vì vậy nên là ta có thể dựa trên các kiến thức bản địa này để mà có thể kết hợp với các kiến thức bên ngoài phù hợp với cộng đồng tại nơi đây để có thể trung hòa và giúp cho cộng đồng nơi đây được phát triển hơn. Người Mông là dân tộc có nét văn hóa đặc thù, không bị pha tạp nhiều. Và chính điều đó đã tạo nên những tri thức bản địa có màu sắc riêng biệt. Những tri thức bản địa đó vẫn đang được giữ gìn, tiếp nối. Tuy chỉ bằng con đường truyền miệng, nhưng nó lại in sâu trong văn hóa cộng đồng dân tộc. Có rất là nhiều phong tục tập quán của dân tộc Mông, thì từ đời này sẽ truyền cho đời khác và sẽ luôn luôn giữ được cái bản sắc dân tộc của người Mông, không bao giờ cho phai màu và sẽ luôn luôn là sẽ lớp trước sẽ dạy dỗ lớp sau để giữ được cái bản sắc dân tộc Mông mình. Những bản làng nằm yên bình giữa màu xanh của đại ngàn, của những cây mận đang đợi ngày đâm trái, thấp thoáng là màu vàng của những vườn cải đang trổ bông. Nhịp thở của rừng như hòa quyện cùng nhịp sống của bản làng đang ngày một ấm no, tươi đẹp.